là dàn trung cục modem là Aiwa XR-SX10. Dàn này lõi CD nên mình nghe nhạc qua điện thoại, TV, máy tính qua ngõ AUX 2 đầu AV ra 3.5. Trên dàn này mình có thể chỉnh được bass 3 mức, có chữ T bass này. Đây 1 2 3 3 mức. Và chỉnh chế độ equalizer thì em đang chọn chế độ là rock. Tùy cái nhu cầu mà mình có thể chỉnh bass, chỉnh equalizer để hợp với cái bài hát, với cái gu của mình nha. Đây là hàng nội địa Nhật chạy điện 100V. Các anh vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nếu có nhu cầu mua cục đổi nguồn kèm theo dàn thì liên hệ em. Các nào mua hàng thì vui lòng gọi đến số điện thoại hoặc kết bạn qua Zalo 0931 008 099 để bên em gửi hình ảnh chi tiết mặt trước mặt sau và chốt hàng cho các anh. Bên em ship hàng toàn quốc qua bưu điện, nhận hàng tại nhà. Các anh nào mua cái bộ dàn Aiwa XR-SX10 thì vui lòng cọc trước giúp em 500.000, phần còn lại bưu điện sẽ thu hộ. Dàn này kích thước tương đối khá to, mình có thể trưng bày trong phòng khách ok. Chiều cao của loa là 32cm, chiều ngang của cả bộ dàn là 70cm. Dàn này sử dụng tốt cho phòng 25m2. Bây giờ em sẽ quay mặt sau cho các anh tham khảo, rồi sau đó em sẽ test thêm cái đoạn clip nghe nhạc nữa nha. Đây là mặt sau. Có optical out, có ngõ out, có nắp điện thoại, TV, máy tính, FM là 108, bóc full Đài Việt Nam. Mình cắm anten vào đây để mình nghe radio AM, FM. Mình có thể lấy dây điện, dây lo hoặc có thể mua anten xin bên em nha. Đây, công suất của amply là 60W, công suất lo không thấy ghi trên lo, trợ kháng của lo là 6 ohm. Tổng thể mặt sau của bộ dàn rất là đẹp nha. Mặt tiền, mặt hậu đều quá đẹp. Bây giờ em sẽ quay lại mặt trước, mình nghe thêm một đoạn clip test nữa rồi em kết thúc nha. Các anh đợi chút xíu.